Rồi con nhìn thấy trên màn hình chưa con? Ok. Rồi chiều hôm nay mình làm một số các bài tập ở trong các sách Starters Movers nha, để cho những bạn nào mình có nhu cầu mình thi các chứng chỉ tiếng Anh á thì con có thể tham gia, có thể đăng ký nha. Đó. Và hôm nay mình sẽ làm một số bài tập để giúp cho con làm quen với những cái dạng đề thi các chứng chỉ tiếng Anh thiếu nhi, những cái chứng chỉ quốc tế dành cho thiếu nhi, chẳng hạn như Starters, Movers, Flyers nha. Thì mỗi cấp độ nó sẽ có cái mức độ nó khó hơn một chút, nhưng mà cái dạng bài thì nó tương tự như nhau nha, cái dạng bài thì nó sẽ giống nhau, do đó mình làm mình quen rồi thì sau này mình có tham gia mình thi thực sự thì nó không có bỡ ngỡ nha. Rồi bây giờ con sẽ vào cái phần đầu tiên, đó là phần listening. Listening con nhìn thấy trên màn hình chưa? Con nhìn thấy trên màn hình chưa? Ok. Ok. Rồi, con nhìn rõ hơn không? Con nhìn thấy rõ hơn không? Ok. Rồi, bây giờ mình bài tập đầu tiên là con sẽ nối nha. Listen and draw lines. Nghe và mình nối hình vào. Đâu bây giờ ai quan sát và gọi tên cho thầy một số các đồ vật con trông thấy trên màn hình, thầy coi coi. What is it? What is it? Spider. Good. What is it? Spider. À. What is Kite. À, very good. Kite. 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 What is it? Do you know this? Do you know this? Helicopter. Very good. A helicopter. What's this? What's this? What's this? What's this? It's a monster. Very good, a monster. What's this? It's a plane. A plane. What's this? It's a dress. A truck. Very good. And what's this? Excellent. Làm. Excellent. Rồi, một lát mình sẽ nghe trong bài, mình sẽ xác định cái vị trí của các đồ vật này người ta muốn để vào trong hình ở vị trí nào thì con sẽ nối vào cho đúng nha. Rồi, listen. Are you ready? Listen. Are you ready? Yeah. This one, yeah. Yeah, what? Mm.
Cambridge Starter 7, University of Cambridge ESOL Examinations, in conjunction with Cambridge University Press. This recording is copyright. Hello. This is the Cambridge Starters Practice Listening Test. Test 1. Look at part 1. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Can you put the kite on the sofa? Pardon? The kite. Put it on the sofa. Right. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. Put the spider next to the clock. Put it where? Put the spider next to the clock. Okay. Two. Now the helicopter. Put it between the dog's ears. That's funny. Yes, the helicopter between the dog's ears looks very funny. 3. And put the monster under the window. The monster? Yes. There, I'm putting it under the window. 4. Can you put the lorry on the mat? It's a nice big lorry. Yes, it is. Right. It's on the mat. 5. Now put the lamp in the box. Sorry? Put what in the box? The lamp. Okay. 1. Now listen to part 1 again. 1. Put the spider next to the clock. Put it where? Put the spider next to the clock. Okay. 2. Now the helicopter. Put it between the dog's ears. That's funny. Yes. The helicopter between the dog's ears looks very funny. 3. And put the monster under the window. The monster? Yes. There. I'm putting it under the window. 4. Can you put the lorry on the mat? It's a nice big lorry. Yes, it is. Right. It's on the mat. 5. Now put the lamp in the box. Sorry? Put what in the box? The lamp. Okay. That is the end of part 1. Okay, now listen again one more time. Con nghe lại lần nữa nha. Cambridge Starters 7 by University of Cambridge ESOL Examinations in conjunction with Cambridge University Press.
This recording is copyright. Hello. This is the Cambridge Starters Practice Listening Test. Test 1. Look at part 1. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Rồi, trong lúc con nghe thì con nên ghi chú ha. Ghi chú vào vở. Có thể ghi bằng tiếng Anh càng tốt nha. Còn không thì mình có thể ghi tiếng Việt. Lát nữa thầy hỏi vị trí của chúng ở đâu thì con có thể trả lời, và thầy có thể nối mẫu vào trong hình cho mình trông thấy để biết cách làm bài nha. Ok, now listen again. Can you put the kite on the sofa? Pardon? The kite. Put it on the sofa. Right. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. À, con nghe âm thanh rõ không con? Con nghe âm thanh rõ không? Yeah. Ok, yeah. Good. Now go on. Put the spider next to the clock. Put it where? Put the spider next to the clock. Okay. Two. Now the helicopter. Put it between the dog's ears. That's funny. Yes. The helicopter between the dog's ears looks very funny. Three. And put the monster under the window. The monster? Yes. There. I'm putting it under the window. Four. Can you put the lorry on the mat? It's a nice big lorry. Yes, it is. Right. It's on the mat. The lorry có nghĩa là the truck đó con. The lorry có nghĩa là the truck. 5. Now put the lamp in the box. Sorry? Put what in the box? The lamp. Okay. 6. Now listen to part 1 again. 1. Put the spider next to the clock. Put it where? Put the spider next to the clock. Okay. 2. Now the helicopter. Put it between the dog's ears. That's funny. Yes. The helicopter between the dog's ears looks very funny. 3. And put the monster under the window. The monster? Yes. There. I'm putting it under the window. 4. Can you put the lorry on the mat? It's a nice big lorry. Yes, it is. Right. It's on the mat. 5. Now put the lamp in the box. Sorry? Put what in the box? The lamp. Okay. That is the end of part 1.
Ok, now let's check together. Anh cùng kiểm tra lại xem con. Cambridge Starter 7 by University of Cambridge ESOL Examinations in conjunction with Cambridge University Press. This recording is copyright. Hello. This is the Cambridge Starters Practice Listening Test. Test 1. Rồi, lần này mình kiểm tra xem con có thể nối đúng các đồ vật vào các vị trí yêu cầu không nha. Part 1. Look at part 1. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Can you put the kite on the sofa? Pardon? The kite. Put it on the sofa. Right. Can you see the line? Rồi, đây là câu ví dụ ha. Put the kite on the sofa. Như vậy mình nối đường mũi tên vào chiếc ghế nha. Put the kite on the sofa. Now number one. Câu số 1 bắt đầu mình sẽ tự làm. This is an example. Now you listen and draw lines. 1. Put the spider next to the clock. Put it where? Put the spider next to the clock. Okay. Okay. Rồi, number one, như vậy mình sẽ đặt con gì? Number one. Rồi, number one, đầu tiên mình sẽ đặt con gì? And where do you put is where do you put it? Con đặt nó ở đâu? Is a spider. Con next đặt to next to the clock. Very good. Put the spider next to the clock. Có nhìn thấy chiếc đồng hồ đây không? Put the spider next to the clock. Next to là ở đâu con? Next to là ở đâu? Yeah. Next to the table. Very good. Very good. Đúng rồi. Rồi chú ý đường mũi tên nè. Chú ý kẻ đường mũi tên cho đúng nha. Good. Rồi, very good. Rồi mình nghe tiếp. Đó, mình kể đường mũi tên. Put the spider next to the clock. Ok. Now next. Thôi, đừng có ông vô vậy. 2. Now the helicopter. Put it between the dog's ears. That's funny. Yes, the helicopter between the dog's ears looks very funny. Okay, number two. Number two, what is it? Number two, what is it? Where can you put the helicopter? Where do you put the helicopter? Con đặt nó ở đâu? On the window. Rồi, ai có ý kiến khác không? Where do you put the helicopter? Put the helicopter between the dog's ears.
Put the helicopter between the dog's ears. Như vậy mình phải đặt nó vào vị trí này nha con. The dog's ears. Là nó nằm ở đâu? Nằm ở giữa vậy? The dog's ears. Ears là đôi tai của chú chó này nè nha. Between the dog's ears. Rồi như vậy mình kẻ đường mũi tên cho đúng. The helicopter between the dog ears. The dog ears. Rồi. Con có nhìn thấy rõ trên màn hình không? Đó, mình đặt ở giữa hai cái tai của nó nha. Put the helicopter between the dog ears. The dog ears. Now next, number three. Three. And put the monster under the window. The monster? Yes. There. I'm putting it under the window. Rồi, tiếp theo mình đặt cái gì đây? Tiếp theo con đặt cái gì? A monster. Where? A monster. Where do you put the monster? Where do you put? The window. Yeah, put the monster on the window. Okay. On the window thì chú ý kẻ mũi tên cho đúng. Ok. Rồi, thấy đường kẻ của thầy trong hình chưa? Put the monster on the window. Put the monster on the window. Okay, next. Four. Can you put the lorry on the mat? It's a nice big lorry. Yes, it is. Right. It's on the mat. Rồi, tiếp theo mình đặt đồ vật gì con? The lorry. The lorry là cái nào? Lorry. The lorry tức hồi nãy con gọi là the truck á. The truck cũng là nó, lorry cũng là nó nha. Where do you put the lorry? Rồi con đặt cái này ở đâu? Where do you put the lorry? Đặt nó ở đâu? Put the lorry on the mat. Mat là cái tấm gì đây? Put the lorry on the mat. Very good. Rồi, đúng rồi, nối vào cho đúng. Ok. What else? Còn gì nữa không nào? Five. Now put the lamp in the box. Sorry? Put what in the box? The lamp. Okay. Rồi, cuối cùng mình còn đặt đồ vật gì nữa không? Lamb. Lamb, ok. Where do you put the lamb? Where do you put the lamb? The lamb is in the box. Good, put the lamb in the box. Put the lamb in the box. Đúng rồi.
nối mũi tên vào. Đó thì khi mà mình phải làm bài tập nghe này thì cách trình bày là con sẽ nối giống như thế này nha. Mình chỉ cần nối đúng vị trí các đồ vật là có điểm nha, chứ không cần phải viết gì cả, nhưng mà phải nghe hiểu và nối vào cho nó đúng trong hình. Now let's move on to the next section. Con đi tiếp phần tiếp theo. Are you ready? Qua bài này con thấy có thêm những từ nào mới không? Qua bài này thì có một vài từ mới cần chú ý nha. Có một vài từ mới cần chú ý. Đó là chữ helicopter. Helicopter. Helicopter là gì con? Helicopter là gì? Okay, very good. Rồi phân biệt với chiếc máy bay này. What is it called? Chiếc máy bay này gọi là gì? Chiếc máy bay nhỏ bên dưới gọi là gì đây? It's plane. Very good. It's plane. It's a plane. It's a plane. Good. Rồi, what else? Mình có từ a lorry. A lorry. Có khi người ta dùng chữ a spider. À, đúng rồi. A spider. Lorry cũng là a truck hay nha. Lorry hay là a truck cũng được nha. Rồi. Và mình có một từ nữa. A mat. A mat là gì? Tấm thảm. Very good. Tấm thảm. Very good. Rồi. Ai chưa biết thì mình tập viết thêm những từ này. A mat. A spider học rồi đúng không? A spider học rồi. Okay. Hay là chữ a monster. A monster. Ok. Những từ này ai không biết thì con viết thêm vào. Có thể viết 2 dòng, 3 dòng, tùy mình, để mình học thuộc. Now let's move on to the next section. Con đi sang phần tiếp theo nha. Rồi, có nhìn thấy trên màn hình chưa? Con nhìn thấy trên màn hình chưa? In this section, you have to listen and write a name or a number. Phần này là không những mình lắng nghe, để rồi mình viết thêm thông tin vào chỗ trống. Có thể là một chữ, một từ, hoặc là một con số nha. Mình nghe, mình đọc thông tin, câu hỏi để mình viết câu trả lời, nhưng mà trả lời chỉ một từ thôi, hoặc là một con số. Rồi. Are you ready? Thầy cho con đọc qua các câu hỏi.
trước khi mình sẽ nghe sang phần tiếp theo. Rồi. Con có nhìn thấy trên màn hình chưa? Có nhìn thấy các câu hỏi trên màn hình chưa? Rồi, ai đọc giùm thầy câu hỏi số 1 coi. Ai đọc giùm câu hỏi? Very good. Rồi, number 2. How old is she? Very good. How old là hỏi về cái gì vậy con? How old hỏi về gì vậy? Đúng rồi, thế thì lát nữa chỉ cần điền một con số thôi nha, không cần viết chữ, điền một con số. Number 3. Number 3. What's the name? Rồi, một lát mình nghe người ta đánh vần. Cái họ của bạn Kim là họ tên gì? Mình viết nó ra. Number 4. What's the name of the school? Rồi, mình nghe cái tên trường, nghe đánh vần và mình cũng viết nó ra. Rồi, câu cuối cùng. À, mình có từ flat. Flat là gì? Ai biết không? Flat. Flat là gì con? Who knows? Flat. Flat là gì? Who knows? Căn hộ của Kim Song. Đó. Mình có từ flat nha. Flat. Ok, now are you ready for listening? Bây giờ mình bắt đầu nghe nha. Are you ready? Yes. Okay. Yes. Part 2. Look at the picture. Listen and write a name or a number. There are two examples. Who's this? It's a photo of my friend. Her name's Kim. Is that K-I-M? Yes. Has Kim got brothers and sisters? She's got one brother. One? Yes. Can you see the answers? Now you listen and write a name or a number. 1. What's Kim's brother's name? Alex. A L E X. Is he a nice brother? I don't know.
2. How old is he? He's 14. 14? Yes, he is. Three. And what's Kim's family name? It's Brown. How do you spell that? Is it B-R-O-W-N? Yes, that's right. Four. And does Kim go to your school? Yes, we go to Fruit Street School. I don't know that school. What street? Fruit. F-R-U-I-T. Five. And where does Kim live? She lives in the flat next to me. Number 18. Which flat? Number 18. We walk to school with our moms. Now listen to part 2 again. Rồi, chú ý ghi chú vào nha. Number 1. 1. What's Kim's brother's name? Alex. A. L. E. X. Is he a nice brother? I don't know. Two. How old is he? He's 14. 14? Yes, he is. Three. And what's Kim's family name? It's Brown. How do you spell that? Is it B-R-O-W-N? Yes, that's right. Four. And does Kim go to your school? Yes, we go to Fruit Street School. I don't know that school. What street? Fruit. F-R-U-I-T. Five. And where does Kim live? She lives in the flat next to me. Number 18. Which flat? Number 18. We walk to school with our moms. That is the end of part 2. Part 2. Look at the picture. Rồi, con đã điền hết các thông tin vào chưa? Do you finish? Now let's check together. Yes. Okay, yes. Check together. Listen and write a name or a number. There are 2 examples. Who's this? It's a photo of my friend. Her name's Kim. Is that K-I-M? Yes. Has Kim got brothers and sisters? She's got one brother. One? Yes. Can you see the answers? Now you listen and write a name or a number. 1. What's Kim's brother's name? Alex. A-L-E-X. Is he a nice brother? I don't know. Rồi, number 1. Who can spell her brother's name? Ai đánh vần giùm thầy coi. Number 1. A-L-E-X.
Very good, very good. Good, okay. Rồi, cái tên thì con nên viết hoa chữ đầu ha. Alex. Good. Rồi, number two, listen. Two. How old is he? He's 14. 14? Yes, he is. Rồi, number two, con điền số bao nhiêu? 14. What number? 14. Very good. 14. 14 là bao nhiêu? 14. Okay, very good. 14. Hi, number five. Sorry, number three. Three. And what's Kim's family name? It's Brown. How do you spell that? Is it B-R-O-W-N? Yes, that's right. Okay. What's her family name? What's her family name? B-R-O-W-N. Very good. Con đọc là chữ gì? Từ đó con đọc là gì? Brown. 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 Very good. Hi, number four. Four. And does Kim go to your school? Yes, we go to Fruit Street School. I don't know that school. What street? Fruit. F-R-U-I-T. Rồi, ai đánh vần lại cái tên trường coi nào. Rồi, ai đánh vần lại tên trường học của bạn Kim coi. Ok. Ok. Fruit Street School. Fruit Street School. Và cái từ này con nghe đánh vần và con sẽ viết cho đúng nha. Fruit Street School. That is her school name. Là tên trường của bạn ấy nha. Now number 5. Five. And where does Kim live? She lives in the flat next to me, number 18. Which flat? Number 18. We walk to school with our moms. Rồi, căn hộ số mấy con? What number? What number? 18. 18. Very 18. Good. 18. Là bao nhiêu? 18. 18. Excellent. 18. Very good. Rồi, con kiểm tra lại xem hồi nãy giờ mình đánh dấu, mình điền có đúng chưa nghe. Từ nào mình điền chưa đúng thì để ý. Để những lần tới có gặp lại thì mình làm cho nó chính xác nghe. Ok.
Lưu ý phần này thì con mấy con số con đừng có viết chữ, chỉ cần viết con số đúng là được nha. Viết chữ mà mình viết không đúng chính tả là mất điểm đó. Ok, now are you ready to move to another section? Đi tiếp phần tiếp theo được chưa? Yes! Ok, rồi yes. Mình đi sang một phần khác đi. Rồi bây giờ mình đi sang phần tiếp theo. Tick or cross. Con nhìn thấy trên màn hình chưa? Tick or cross nghĩa là gì con? À, nếu mà mình đọc cái câu nó đúng với cái hình ảnh thì mình đánh dấu tick. Còn nếu nó không đúng thì mình đánh dấu chéo. Very good. Rồi bắt đầu nha. Okay. Number one, tick or cross? Cross. Tick or cross? Cross. Okay. Good. Okay. Next. Rồi, number two. How about number two? Number two. Tick or cross? Cross. 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 Number two. Cross. Number three. Tick it. Number three. Tick. Very good. Very good.
Good. And now night number four. Rồi, cho thầy biết number 4, Tick of Rose. Tick of Rose. 4. Rose. Number 5. Tick. Very good. Rồi, very good. Rồi, con kiểm tra lại các câu vừa rồi của mình vừa làm nha. Cross. Two. Cross. Three. Tick. Four. Cross. Five. Tick. Very good. Now, let's move on to another section. Đi sang bài tập tiếp theo. Are you ready? Yes. Rồi, ở dạng bài tập này thì con sẽ đọc câu vừa quan sát hình ảnh nha. Rồi, ai đọc giùm thầy câu thứ nhất coi. The woman. The woman A brown skirt. Như vậy con thấy cái câu này miêu tả có đúng với hình ảnh trong bài không? Có đúng không? Dạ. Thế thì mình sẽ điền chữ gì? Nếu câu này đúng với trong hình thì mình điền chữ gì? Yes. Rồi ai đọc giùm thầy câu thứ hai coi. The baby is sleeping. Có đúng không? The baby is sleeping. Có phải cậu bé đang ngủ không? No. Câu này không đúng thì mình trả lời là no. Rồi bây giờ con bắt đầu vào những câu tiếp theo. Number 1. Rồi chú ý đọc và trả lời yes hay là no nha trong các câu sau đây. Rồi đọc từng câu một coi. Con cũng In front of là ở đâu con? In front of là ở đâu? À, rồi bây giờ nhìn coi trả lời yes hay no. Yes or no? Yes. Very good. Yes. Mama đang nói điều gì nhé?
Yes. Good. Rồi, number 2. Ai đọc giùm thầy câu số 2 cơ? Number 2. There are three on the tree. À, con đọc là pear. Some pear. There are some pear on the tree. The plum, the fruit, the tongue, the soap, the dust. No, no, đọc câu số 2 thôi. Đọc say the again. Dust. Say again. Đọc câu there số 2 thôi. Now say again, say again, say again. Right. Look at the picture again. Yes or no? Look. Yes or no? Yes or no? Có những quả trái cây trên cành không? Yes or no? Yes. Very good. Good. Rồi, câu tiếp theo trả lời yes. Now number 3, ai đọc giùm thầy câu số 3 coi. Say again, number 3. The girl is giving food to the dog. Oh, the girl is giving food to the dogs. Rồi, quan sát cái hình nào. Yes or no? Yes or no? Có phải cô ấy đang cho những chú vịt ăn không? Có phải đang cho các chú vịt nó ăn không? Yes or no? No. 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 No, very good. No. No. Okay, how about number 4? Number 4. Ai đọc giùm thầy năm câu số 4 rồi? There is a goat behind the flowers. Very good. There is a goat. A goat là con gì con? Behind the flowers. Con dê. Ah, very good. Okay. Yes or no? Look at the picture again. Yes or no? Yes. Yes. Very good. Yes. Now, who can say again number 5? Đọc câu tiếp theo coi. Number 5. The old man is entertaining. Okay. The old man là người đàn ông thế nào con? The old man is standing up. Yeah. Yes or no? No. Yes or no? No. No. Very good. Good. Rồi, như vậy mình vừa xong một dạng bài tập rèn kỹ năng đọc hiểu nha.
Now let's move on to another section. Are you ready? Rồi, mình đi tiếp bài tiếp theo. Are you ready? Okay, now look at the screen. Phần này con sẽ xếp chữ thành từ. Xếp chữ thành từ. Nó rất dễ bởi vì người ta vừa cho mình từ, vừa cho mình cái hình ảnh nữa nha. Rồi, number one, who can tell me what is it? Đọc cái từ đó lên coi. Can you spell it? Đánh vần thầy viết coi. Đánh vần thầy viết coi. B-A-L-L. Very good. Thank you. Bone. Bone. Number two. Number two. Dog. Can you spell it? Đánh vần luôn rồi. C-O-L-L. Very good. Rồi, sang câu tiếp theo. Number three. Number three. Number three. Rồi, ai đọc giùm câu số 3? What is it? Robot. Can you spell it? R-O-B-O-T. Very good. Robot, robot. Number 3 là chữ robot. And now number 4. Number 4, what is it? Train. Can you spell it? T-R-A-I-N. Good. Now number 5. Number 5. Guitar. Can you spell it? Guitar. Excellent, very good. Okay. You're good job, you're well done. Now move on to another section. Làm thêm phần nữa nha con. Are you ready? Yes. Good. Yes. Rồi, phần này khó hơn một chút nè. Rồi, mình có phần này tương đối khó hơn một chút. Suy nghĩ, phần này con nên ghi vào vở. Phần này nên ghi cẩn thận vào trong vở nha. Lát nữa thầy cho một số hình ảnh để mình đoán xem mình có thể điền được những chữ gì vào trong các câu sau đây. Ok, and now,
You can write down the exercise in your notebook and then look at the pictures so that you can guess which word you can fill in the blanks. Tự làm trước đi rồi thầy gợi ý một số các hình ảnh để gợi ý giúp mình điền vào chỗ trống cho phù hợp. Ok, thầy cho ít phút để ghi vào trong vở. Okay, write down in your notebook, please. Write down in your notebooks. If you have any new vocabulary, don't hesitate to ask me. Từ nào không biết thì phải hỏi liền nha. Don't hesitate to ask me. Rồi, con có thể điền hết các chỗ trống không nào? Và đây là một số các hình ảnh gợi ý cho mình nha.
Rồi, có nhìn thấy những hình ảnh gợi ý không? Rồi, đây là một số hình ảnh, một số từ gợi ý để con có thể điền vào chỗ trống. Ok. Rồi, bạn nào xong thì con nói I'm finished, I'm done để cùng với thầy sửa bài nha. Con có nhìn thấy các hình ảnh gợi ý trong bài chưa? Có nhìn thấy trên màn hình chưa? Yeah. À, rồi. Yeah. Good. Yes. I'm finished. Good. Rồi, ai đọc giùm thầy câu thứ nhất rồi? Đọc giùm thầy. A desk. A desk. A desk. Rồi, đọc cho thầy câu đầu tiên nào. Ok. Who can say aloud the first sentence? Rồi, ai đọc giùm thầy câu đầu tiên coi. Now who can say aloud? Who can say aloud, please? Please. In Ben's bedroom. Thank you. Rồi, câu đầu tiên. Ai đọc tiếp câu tiếp theo? Ben is. Now, the next sentence, người khác cũng được. Ben is a young boy. À, con điền chữ gì con? Con điền chữ gì? Boy. Very good, boy. Thank you. Good boy, điền chữ boy là chính xác nha. Điền chữ boy là chính xác luôn. Good. Good. Rồi. Câu tiếp theo, who is next? Ai đọc tiếp? Who is next? Đọc câu tiếp theo. He sits on a chair next to
Me. Thank you. Như vậy con điền thêm chữ gì? Con điền thêm chữ gì? Chair. Chair. Very good. Thank you. Chair. Thank you. Rồi, who is next? Đọc câu tiếp theo. He paints. He paints. He paints picture on me and he read book. Very good. Như vậy con điền thêm chữ gì đây? Điền thêm chữ gì? Books. Books. Very good. Books. Nhớ là người ta viết ở dạng số nhiều, con viết số nhiều. Đừng có tự ý bỏ mất chữ S là mất điểm. Ok, next sentence. Next sentence. There is. There is. There is a new computer. Me too, and then. Good. Number 4. Như vậy con điền chữ. Chữ gì đây? Computer. Very good. Computer. Very good. Rồi, ai đọc nốt câu cuối thầy coi coi. Ben writes stories. And? He plays games. Very good. Như vậy con điền thêm chữ. Games. Very good. Games. Rồi, bạn nào mình chưa điền hoàn tất thì con sẽ ghi lại nha, ghi lại đáp án, điền đầy đủ vào. Đây là một dạng bài tập, nếu mình chưa quen thì nó sẽ hơi gặp khó một chút. Nhưng mà nếu quen rồi thì mình cảm thấy nó dễ dàng hơn nha. Rồi, cái thường là trong bài tập ở trường á, người ta không có cho mình những cái hình này đâu. Người ta chỉ có thể gợi ý một số từ thôi. Thế thì mình phải thuộc từ. Mình phải thuộc từ nghĩa là gì thì mình mới điền đúng được. Còn như trong bài tập này nó dễ dàng hơn là bởi vì nó có những cái hình ảnh cho con nha. Do đó yêu cầu là phải học thuộc từ. Từ nào mình qua những cái dạng bài tập này, từ nào mới là mình phải học. Sau này người ta không cho thêm hình ảnh thì con có thể ghi nhớ để mà làm được. Ok. Rồi, hôm nay thầy cho mình làm thêm một số các bài tập có dạng kiểm tra các chứng chỉ starters, movers. Con nhớ về xem kỹ nha. Và nhất là những bạn nào mà đăng ký thi các chứng chỉ tiếng Anh á, thì mình phải chú ý theo dõi những cái dạng bài tập dạng này.
để mình không có gặp khó khăn trong lúc làm bài. Ok, buổi học chiều nay tới đây mình nghỉ nha con. See you next time and happy new year. Ok, goodbye for now. See you again next year. Thank you.